Và ngay ở miền Trung mình bây giờ đó, thì ngoài Đà Nẵng ra đó, thì bây giờ Quy Nhơn cũng là đang phát triển rất là tốt trong cái ngành này. Hiện tại bây giờ là ở Quy Nhơn đó, là đã có mặt hai cái công ty mà hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin, tức là TMA và FPT, cả hai đều có cơ sở ở đó. Và hiện tại bây giờ là nếu mà cộng TMA với FPT đó, là bây giờ là mình có chừng khoảng 600 nhân viên làm việc ở Quy Nhơn. Và cái con số này đó là sẽ tăng trưởng hàng năm như vậy á, là tối thiểu cũng chừng khoảng là từ 500 đến 1.000 người. Đây là cho tất cả các công ty ở Quy Nhơn đó. Vì vậy cho nên chú cũng có thể khẳng định rằng là khi ra trường đó thì các cháu không cần gì mà phải vào Sài Gòn để mà tìm việc. Các cháu chỉ cần là ra Quy Nhơn là có việc tốt rồi. Thì trong 4 năm tới đó, các cháu cần chuẩn bị gì để mà làm sao mà khi mình ra trường đó là mình có thể sẵn sàng tham gia vào những cái công việc mà thứ nhất là đòi hỏi những cái kỹ năng đặc biệt. 4 năm là một cái thời gian nghĩa là rất là tuyệt vời để mà các cháu có thể chuẩn bị. Thì có hai cái kỹ năng đặc biệt mà chú muốn nhấn mạnh đó. Thứ nhất á, và cái này á, thì thật sự là thầy Trung cũng như là cô Thúy cũng có đã đề cập đến rồi. Thứ nhất á, là kỹ năng mềm. Cái đó là cái rất là quan trọng, vì bởi lẽ là trong cái ngành mà phần mềm á, cái ngành công nghệ thông tin á, là bao giờ các cháu thứ nhất là phải làm việc trong một nhóm. Và điều thứ hai nữa là các cháu có nhiều cơ hội để làm việc, để tiếp cận với khách hàng và đồng nghiệp ở nước ngoài. Vì vậy cho nên á, cái khả năng mà cái khả năng làm việc nhóm á, cái khả năng tranh luận á, cái khả năng thuyết phục, cái khả năng thương lượng á, là rất là quan trọng. Và một cái kỹ năng thứ hai là vì các em cái cơ hội mà các em, nếu mà các em chẳng hạn như là làm với TMA á, thì sẽ làm việc có thể nói là rất là nhiều với khách hàng nói tiếng Anh. 90% khách hàng của TMA là những khách hàng nói tiếng Anh. Vì vậy cho nên các em nên tận dụng cái thời điểm này 4 năm tới làm sao mà trao dồi tiếng Anh để mà đạt được chẳng hạn tối thiểu chẳng hạn như vậy, đến khi ra trường á các em có thể đạt được một cái gọi là cái chuẩn TOEIC là 500. Vì vậy cho nên á, điều này là một cái điều mà các em có may mắn ở chỗ là nếu mà nhận thức được ngay bây giờ thì tận dụng 4 năm tới để mà làm thế nào để mà trao dồi thêm hai cái kỹ năng đó, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng ngoại ngữ. Như vậy á, từ nay đến đó thì TMA có thể giúp các em những thứ gì. Thì điều thứ nhất là vì là Nha Trang với Quy Nhơn cũng không có xa lắm, đi xe thì chỉ có chừng khoảng 2.5-3 tiếng là cùng, đúng không cô Thúy? Vì vậy cho nên hy vọng rằng là trường sẽ tổ chức những cái buổi gọi là đi tham quan, những buổi kiến tập để các em có thể tìm hiểu coi thử cái môi trường làm việc trong một cái công ty
về ngành công nghệ thông tin nó như thế nào. Và đến các em khi mà đến năm thứ ba, năm thứ tư đó, thì các em lại thêm có cái cơ hội để mà tham gia những cái chương trình thực tập. Thì năm vừa rồi đó thì cô Thúy cũng có đưa một đoàn sinh viên ra thăm TMA, và sau đó cũng có một số em đã tham gia vào cái chương trình thực tập. Và bây giờ thì nghe nói là cũng có một số em đã nộp đơn sau khi ra trường để mà làm việc ở TMA. Vì vậy cho nên á, nói tóm lại á, là ở thời buổi này đó, là thật sự á, các em cũng rất là may mắn, bởi lẽ là mình sinh trưởng ra ở miền Trung, lại có cái cơ hội mà vào học ngay ở Đại học Nha Trang, ở ngay miền Trung chứ không cần phải đi xa. Rồi khi ra trường thì lại có cơ hội để làm việc ngay ở miền Trung chứ cũng không cần gì mà phải đi quá xa. Và cuối cùng là điều này thì chú có thể gọi là hơi chủ quan một tí, nhưng mà các em á, với người của miền Trung đó, thì trời sinh là chúng ta là nghĩa là thường thường là xuất thân từ gia đình nghèo, thành vì vậy cho nên lại cái tinh thần gọi là học hỏi nó cũng coi nó cũng rất là cao. Và vì vậy cho nên chú có thể nói rằng là cái cơ hội mà thành công của các cháu bây giờ là rất là tuyệt vời. Thì đây là một số điều mà chú muốn san sẻ, và tí nữa nếu mà có cơ hội để mà giao lưu thì chú sẵn sàng sẽ đóng góp thêm khi mà trả lời những câu hỏi mà các cháu có thể đưa lên. Cuối cùng thì cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cô Thúy và ban giám hiệu của trường đã mời chú tham gia vào buổi lễ khai giảng này, và hy vọng rằng là chú sẽ có cơ hội gặp lại các em trong 4 năm tới. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú là đã có những trao đổi rất là chân tình về công ty cũng như cơ hội thực tập nghề nghiệp cho các em tân sinh viên. Điều này sẽ làm tạo động lực cho các em rất là nhiều, để các em có cái động lực để phấn đấu để học tập. Hy vọng là khi dịch Covid-19 sớm qua mau thì các em sinh viên cũng như là các đó là cô giáo có cơ hội đưa các em đến công ty để kiến tập cũng như thực tập những công việc sau này. Nữa xin cảm ơn chú. Tiếp theo chương trình thì chắc là cho MC sẽ tiếp xem có phần giao lưu để giữa sinh viên với các công ty. Mời MC Mai tiếp tục chương trình. Xin trân trọng cảm ơn cô và chú ạ. Để tiếp theo chương trình sẽ là phần giao lưu với doanh nghiệp, giảng viên và tân sinh viên. Các bạn sinh viên có thắc mắc, xin vui lòng ấn giơ tay để ban tổ chức cho phép các bạn ạ. Xin mời câu hỏi đến từ phía các bạn ạ. Tôi thấy là trên danh sách có bạn là Kiều Trinh giơ tay á, có gì làm MC để ý trên cái màn hình đấy. Dạ vâng ạ. Ban tổ chức giúp MC unmute mic của Nguyễn Thị Kiều Trinh ạ. Dạ vâng. Xin chào quý thầy cô ạ, xin chào tất cả các bạn sinh viên ạ. Dạ vâng, em con có câu hỏi dành cho chú Lệ như sau. Dạ vâng, hiện tại thì có rất nhiều bạn sinh viên đang có nguyện vọng là ứng tuyển vào công việc tại công ty của mình. Như vậy thì công ty của mình có tạo điều kiện về chỗ ở cho các bạn có địa chỉ nằm ngoài Bình Định và Quy Nhơn không ạ? Đây là một cái câu hỏi mà chú cũng vẫn thường được đặt ra
khi mà các em đến đến tham quan TMA thì câu trả lời rằng là công ty có thể giúp các em đó tìm những cái chỗ mà các em thuê ngắn hạn nếu mà đi thực tập, và trong năm qua đó thì cái vấn đề này đó cũng có thể nói là có thể giải quyết được một cách tương đối dễ dàng. Các em có thể tìm ví dụ như nhà trọ ở ở gần công ty mà có thể đi bộ được. Ở trong cái làng Tuy Hòa đó, cái bức hình mà anh vừa mà cái bức hình background của chú đó, đây là cái địa điểm của công ty đó, thành cho nên ở trong làng nó cũng có nhiều nơi mà các em có thể ở tạm. Còn trong trường hợp mà nếu mà sau này mà các em mà đi làm lâu dài đó thì hiện bây giờ theo chú biết là cái việc mà tìm nhà trọ đó cũng không có khó khăn lắm, nhưng mà có thể là phải đi vô trong thành phố Quy Nhơn, cách công ty chừng khoảng 5-6 cây số. Mình công ty của mình thì không có gọi là ký túc xá riêng, thành cho nên nói tóm lại là công ty sẽ giúp trong những ngày đầu để mà tìm chỗ để mà thuê. Chú hết lại.